Xin chào các bạn nha. Hôm nay tôi lại gửi tới các bạn một câu chuyện mới và trở lại với các bạn để không phiếu vườn. Nhưng hôm nay không chia sẻ với các bạn về tiểu cảnh, mà hôm nay chia sẻ với các bạn về câu chuyện trồng một cái cây mới. Thực ra là sang cái cây từ chậu nhỏ sang chậu lớn. Và tại sao lại phải sang chậu? Thì sang chậu là chuyện bình thường, chỉ có khác hôm nay tôi sẽ gửi tới các bạn vài chi tiết trong kinh nghiệm mà có một số bạn cũng hỏi là tại sao phải trồng cây trong chậu mà lại phải trồng ở chậu hai lớp, tại sao không trồng được ở một lớp. Xin thưa các bạn luôn, trồng cây trong chậu một lớp cũng được, hai lớp cũng được, và lót ở dưới đáy chậu thì lót cái gì. Và hôm nay chia sẻ với các bạn luôn, và tôi sẽ mời các bạn tham quan hình ảnh dẫn chứng cụ thể. Bạn có thể lùi lại vài bước trước tiên, và bạn có thể quay cho các bạn, tôi cứ quay xa xa các bạn tôi nhìn thấy. Thì đây là tôi ví dụ các bạn, đây là một cái chậu mà hôm trước tôi đã kể với các bạn câu chuyện về chậu hoa tulip tôi trồng trong chậu. Hôm nay không nói về hoa tulip mà chỉ nói là hai chậu. Hai chậu có nghĩa là tôi trồng cây trong một cái chậu này và được lồng vào cái chậu ngoài các bạn này. Vậy đường kính của cái chậu trong nó bé hơn chậu ngoài. Vậy gọi là trồng cây trong chậu hai lớp. Ví dụ thứ hai, cây này cũng chưa kịp lên mầm bởi vì thời tiết của chúng tôi vẫn rất là lạnh, chỉ có ở góc phía dưới thì có một chút mầm thôi các bạn ạ. Nhưng mà cái quan trọng các bạn quan tâm là đây cũng là hai chậu, ở ngoài có một cái chậu sành các bạn này, và trong là một cái chậu nhựa. Vậy cái chậu này được lồng vào cái chậu sành các bạn này, đó. Thì như này người ta gọi là trồng cây trong chậu nhưng mà hai lớp chậu. Vì tôi giới thiệu các bạn nhiều câu chuyện về cây phong và hàng phong đỏ ở giữa sân nhà là trồng cây trong chậu hai lớp. Tiếp theo, ví dụ như cái chậu này, tulip này, các bạn cũng nhìn thấy đây là cây được trồng một cái chậu trong một cái chậu bé và lồng ngoài chậu to, và như này cũng trồng hai lớp. Còn cái chậu này là một lớp, chậu này là một lớp. Tí nữa tôi sẽ kể với các bạn câu chuyện tiếp là tại sao lại trồng hai lớp và một lớp. Thì cụ thể các bạn đang nhìn thấy đây, hôm nay tôi sẽ sang một cái cây vào cái chậu này, và cái chậu này được lồng vào cái chậu to hơn. Có hai lý do, một là cái chậu này nó bé các bạn này, thì chúng ta có hai lý do để các bạn hiểu là cái chậu này nó bé thì chúng ta mới lồng được vào cái chậu to này. Thì có hai lý do chính. Thứ nhất là cái chậu này các bạn nhìn nó có vẻ không được đẹp, còn cái chậu này, chậu ngoài thì nó đẹp hơn. Thì đấy là về mặt lý thuyết, nhưng thực tế người ta có thể trồng cây thẳng vào cái chậu đẹp này, chứ cần trồng cây vào cái chậu xấu này để lồng vào đây làm gì nữa. Nhưng mà vì ở châu Âu, nhất là những nước ôn đới lạnh, tôi chia sẻ với bạn câu chuyện hôm nay là tôi đang sống ở Cộng hòa Séc, nước tôi ở phía đông của châu Âu, và nước của tôi cũng có nhiều năm khá lạnh và rất lạnh, cho nên thời gian lạnh nhất là tháng 12, tháng 1, tháng 2, tháng 3, khoảng 4 tháng đấy. Nhưng có những tháng kéo dài hàng tháng các bạn ạ, độ âm lên đến hơn 20 độ C hoặc âm 20 độ C, có thể làm cây chết. Mà cây đã trồng được 2-3 năm tuổi các bạn ạ, thậm chí là 3-4-5 năm tuổi. Là vì sao? Là vì đất nước của chúng tôi cũng lạnh. Nhưng mà tháng 12, tháng 1, tháng 2 hoặc tháng 3, độ âm trung bình của nó chỉ khoảng âm 5-7 độ C thôi, hoặc âm 10 độ C, và kéo dài khoảng trên dưới một tuần. Rồi nó lại ấm lên, rồi nó lại lạnh xuống. Nhưng mà có những năm các bạn ạ, âm tới hơn 20 độ C và kéo dài đến 2-3 tuần, có thể làm cây chết các bạn nha. Cụ thể năm nay của tôi cũng mất một số cây là bị cháy lá. Còn cái việc cây có chết hay không thì có 1-2 cây cũng chết đấy các bạn ạ. Chia sẻ thật với các bạn là vì âm hơn 20 độ C và kéo dài 3 tuần. Vậy thì phải trồng cây trong chậu hai lớp để cho nó an toàn vì mùa đông là vì như thế. Nhưng mà nếu không trồng được chậu hai lớp thì có sao không? Thì cũng thưa các bạn luôn là tùy vào vùng thời tiết. Nếu mà không trồng được cây hai lớp chậu thì chưa chắc cây nó làm sao. Nhưng có nhiều cây các bạn chăm sóc mấy năm nó mới đẹp. Thậm chí có những cây có khi lên đến hàng chục năm nó mới ra dáng thế đẹp. Nhưng mà đúng cái năm lạnh quá, và cái cây đó nó không phù hợp với thời tiết lạnh quá như thế, nó quen với độ âm 5-7 độ, 10 độ nó chịu được. Nhưng bây giờ âm 20 độ mà kéo dài 1-2 hôm thì không sao, nhưng kéo dài mấy tuần các bạn, cây nó có thể hỏng, thậm chí chết các bạn. Tí là tôi cho bạn xem những cái cây của tôi bị cháy lá luôn. Đấy, vì như thế chúng ta nên trồng cây ở chậu hai lớp. Và bây giờ thì tôi chia sẻ với bạn cái đáy này các bạn nhìn đây,
cổ phần một cái chậu. Thì tôi lót một lớp lưới gạch như thế này các bạn là tận dụng. Tại sao lót lớp gạch như này? Lót lớp gạch như này là để cho nó cái cách lạnh, nó chống, nó cách xa cái phần nền bê tông các bạn này. Ở cái chậu này là cái chậu này là khổ bé để trồng cây, chậu này khổ to để lồng ở bên ngoài, thì nó có một cái lớp đá như này cách gạch. Thế nếu mà chúng ta có điều kiện thì dùng cái đá đẹp, thế nhưng mà ở phía bên trong thì không ai nhìn nên tôi dùng cái gạch để tận dụng. Thứ hai là dưới mặt chậu này tôi đục lỗ các bạn nhé, để cái chậu này khi nó thoát nước này, các bạn nhìn thấy lỗ nó thoát nước này, thì cái chậu này nó tiếp tục thoát nước các bạn này. Ở phần ngoài này thì tôi khoan lỗ như này các bạn này. Đấy, khoan lỗ một hai cái lỗ, và ở đáy chậu tôi cũng khoan. Thế nếu mà không may mà cái cây này mà lượng nước tưới nhiều, hoặc là để ở ngoài trời mà mưa nó xuống thì nó thoát được nước các bạn nha. Đó, thì đấy là cái phần lá này. Sau đó tôi trồng cái cây vào trong cái chậu này các bạn ạ. Thì có nghĩa là cái nền chậu này không trực tiếp xuống dưới nền, cái nền chậu ngoài trực tiếp xuống mặt bê tông, nhưng mà cái chậu trong của tôi này thực ra nó cách nền bê tông 5-7 phân đúng không các bạn? Các bạn đã nhìn rồi. Đó. Vậy cái phần thừa xung quanh đường kính của cái chậu này thì chúng ta lồng cái gì tiếp? Thì nếu các bạn chỉ cần trồng như này thôi, là cái cây này nó đã có hai lớp chậu để giữ cho cái cây này đủ mát vào mùa hè các bạn. Nếu năm nào mà nó nóng và khô quá, và giữ đủ ấm vào mùa đông, dầu sao nó cũng ấm rất nhiều các bạn ạ. Là vì dưới nền chậu này có 5-7 phân đá, mà cái chậu này được lồng vào như này các bạn. Đó, nó không kê xuống mặt bê tông trực tiếp như này. Còn nếu kê xuống mặt bê tông trực tiếp như này thì nó rất là lạnh. Và trong trường hợp các bạn nếu trồng cây mà trực tiếp xuống nền mặt bê tông như này, để xuống mặt bê tông như này, thì cái cây đấy mà năm nào lạnh quá, nếu không lạnh quá thì cây không sao ạ, nhưng nếu lạnh quá cây nó có thể hỏng hoặc có thể chết. Vậy nếu trong trường hợp mà phải kê trực tiếp như này thì chúng ta rải một lớp vỏ cây xuống dưới rồi mới kê cái này lên các bạn. Đó. Thế còn cái phần gạch tôi cho vào trong đây ấy, thì tôi có thể tận dụng kể cả cái vỏ cây thường này các bạn này. Đó. Tôi đổ vào trong cái chậu này. Ví dụ như thế. Để tôi đổ vào trong cái chậu này cho nó êm chậu các bạn này. Đây là cái vỏ cây đó, vỏ gỗ đó, thường. Đó. Thì các bạn điều chỉnh cho cái chậu này nó cao thấp cho nó phù hợp. Đó, và cái vỏ cây này thì nó vẫn hút nước các bạn nha. Thế có nghĩa là dưới tôi xếp một cái lớp đá lộ cộ, lớp gạch lộ cộ cao lên 5-7 phân. Sau đó tôi để cái chậu này vào. Và cái mặt chậu này của tôi nó bằng như thế này. Đây các bạn nhìn cái như này đây. Vậy có phải là cái chậu như này người ta gọi là chậu trồng hai lớp không? Còn ở cái phần khe này, nếu các bạn có điều kiện thêm nữa thì các bạn chèn đá vào đây cho tôi. Có thể là chỉ cần cao lên 10 phân thôi, hoặc chèn gạch, hoặc chèn vỏ cây, hoặc là cao 30 phân, hoặc là cao lên tận nóc như này. Các bạn chèn cho tôi một lớp gạch, lớp đá thừa, các bạn tiết kiệm cái vỏ cây hỏng cũ hoặc là đá thừa các bạn chèn vào đây. Vậy hôm nay tôi trồng xong tôi không có đá ở đây, thì bữa khác tôi có tôi chèn, hoặc là tôi chèn những cái vỏ cây thừa, vỏ cây vụn tôi chèn xung quanh này, thì nó giữ ấm cho cây mùa đông và giữ ẩm cho cây mùa hè. Và sau khi trồng cây xong trên mặt chậu này thì mình có thể phủ một lớp vỏ cây nữa để giữ ấm cho cây mùa đông, giữ ẩm mùa hè, hoặc có thể trải thêm một lớp đá nữa các bạn ở phần bên trên. Thì đó là cái cách chia sẻ với các bạn. Còn trong cái phần chậu này, đáy chậu này thì nhiều bạn hỏi tôi là lót cái gì xuống dưới nếu trồng cây trong chậu. Thì lót cái gì xuống dưới thì xin thưa các bạn luôn, lót xuống dưới các bạn có thể lót, ví dụ như ở Việt Nam nó có rất nhiều những cái vỏ dừa vụn đấy các bạn. Cái quả dừa để chúng ta ăn ấy, thì cái vỏ nó vụn đấy, các bạn lót xuống dưới. Hoặc các bạn có thể lót một lớp gỗ vụn xuống dưới, củi vụn xuống dưới để cái mục đích chính là để cho nó thoát nước các bạn ạ. Hoặc là các bạn lót một lớp than củi xuống dưới, mục đích chính là để cho nó thoát nước. Vậy thì các bạn trồng cây hồng, cây hoa hồng, hoặc là những loài cây khác các bạn có thể cũng làm như thế. Vậy thì lót ở phần dưới này là lót cái gì? Thì lót một lớp gỗ hoặc lớp củi cho nó thoát nước, tôi ví dụ như thế. Thế còn cái cách trồng của tôi đây thì tôi có thể đổ trực tiếp đất vào đây mà không lót lớp gì cũng được, vì ở dưới đây các bạn nhìn của tôi đã thoát nước rất tốt rồi. Dưới là đục lỗ, xong đó là đá, xong đó là vỏ cây, xong lồng cái chậu này vào thì tôi trồng cây trực tiếp vào đây, cho đất trực tiếp vào đây. Và xung quanh đây của tôi có rất nhiều lỗ như này các bạn nhìn thấy chưa? Đó thì nó thoát được nước rồi. Còn nếu tôi trồng một cái cây trực tiếp vào cái này thì tôi cũng phải lót một lớp ở dưới. Ví dụ như thế, lót một lớp gì đó. Như tôi vừa chia sẻ các bạn là lót một lớp vỏ cây,
đấy, một lớp củi khô vụn đó, hay lót một lớp than củi để cho nó thoát nước. Thì đấy là chia sẻ các bạn là cách lồng cái cây cái trọng như này. Thì là tôi sẽ sang cây sang cái trọng đó, và tí nữa sẽ gửi tới các bạn câu chuyện là tại sao phải sang cây sang trọng và tại sao phải dùng chậu hai lớp như này. Thì đã chia sẻ với bạn rồi nha, trồng một lớp cũng được không làm sao, nhưng đấy là ở những vùng ấm. Còn nếu mở những vùng lạnh, trồng cây trong chậu mà các bạn muốn chơi lâu dài, mà trồng một lớp có thể một năm đầu nó được, hai ba năm đầu nó vẫn được, nhưng đúng có một năm nào đó mà nó âm hơn 20 độ C hoặc âm đến 30 độ C mà vùng của mình nó chỉ âm 5-10 độ C vào mùa đông thôi, cây có thể chết các bạn ạ. Vậy chúng ta trồng một cái cây mất rất nhiều công sức và tốn rất nhiều tiền, cho nên là cái việc mà chúng ta bảo quản cái cây là rất là quan trọng. Và cách bảo quản thì tôi sẽ gửi các bạn ngay sau ít phút nữa nha.